Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi từ loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Sleeper Body Assassin, let's go. Ok, let's go. Anh này đang cầm một vali. Đây rồi. Tiếp tục nào. Một anh chàng đeo ba lô. Đây rồi. Let's go. Một anh chàng cầm vali màu xanh. Ok, let's go. Let's go, baby. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Jolly Joker Sleeper. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, let's go. Tiếp tục vào. Các bạn có thể nâng cấp cái này lên, nhưng mà theo mình nghĩ thì chưa cần. Let's go. Oh my gosh. Thua rồi. Wow, wow, wow. Đấy, anh này chạy vào đây. Mình sẽ giết chàng này đầu tiên. Cho đánh chàng này. Ok, let's go. Chưa đủ tiền, mình đang định nâng cấp thêm tầm nhìn. Let's go. Let's go. Let's go.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Jolly Chicker. Tựa game này rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, và các bạn cùng gặp phá nhá. Let's go. Top to play. Oh my god, bắn bị dính một viên đạn mà ngay vừa mình muốn cứu rồi, lại thôi. Ok, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, MR Striker. Đây là một tựa game mình mới download về. Ok, let's go. Wow, mình mất rất là nhiều máu luôn. Ok, let's go. Có ô che rồi. Let's go baby. Tiếp tục nào, được 4 người rồi. 2 phần nữa, ok, let's go. Còn 1 phần 3 cái máu thôi. Ok, tiếp tục là. Wow. Hai người rồi, không sợ. Tiếp tục là. Let's go. Ok, mình là một anh màu đỏ. Vừa dính hai viên đạn. Wow, toàn sảy không trúng thế nào nhỉ. Bắn thì được lúc đầu một viên thôi. Chứ bảo bắn liền lại không trúng. Rồi, 5 lần nữa như vậy. Let's go. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Soul Glide. Let's go. Ok, let's go. Tap to start, new game. Ok, let's go. Luck, luck. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ ra trận thôi. Let's go, baby.
sợ ăn được cái này. Okay, let's go. Rồi, tiếp tục nào. 1 trên 2. Let's go, baby. Wow, 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 wow. Chạy thôi. Có giáp không? Này là các bạn có thể mua súng hoặc là có thể mua máu cho mình. Rồi mình sẽ lên trên luôn đây. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Sleeper Shrine. Đây là một tựa game khá là hay và hot, và mình sẽ hóa thân là một anh chàng cảnh sát. Sau đó sẽ tiêu diệt quân lính của mình, tiêu diệt quân lính của địch. Ok. Rồi và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá cái này nhá. Tựa game này thì rất là đẹp. Đây là một tựa game 3D rất là hot và hay luôn. Okay, let's go. Come on. Oh, that was good. Let's go. Last man standing. Okay, let's go. Wow, mọi anh chàng bị hy sinh rồi. Try four. Để cấp tiếp cái này đi. Let's go. Kì kì. Wow, rất là đông quân lính ở đây. Thế nào phải tiêu diệt hết. Ok, let's go. Kill 10 gunner. Ok, let's go.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Perfect Sleeper. Let's go. Let's go. Có mấy ông mình không được phép bắn để cứu chúng ta. Chẳng là tưởng vẫn còn sống thì mình phải giải quyết lốt. Okay, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Fun Red 3D. Đây là một tựa game khá là hay. To start. Ok, let's go. Lần này thì mình sẽ phải vượt qua. Rồi, đầu tiên là 33. Yeah, này thôi. Bắt đầu chạy tiếp nào. Khi đến đây các bạn phải cúi xuống. Ok. Rồi lại tiếp tục cúi xuống. Ok, let's go. Tiếp tục nào. Cúi xuống tiếp. Rồi, lại tiếp tục cúi xuống. Oh my gosh. Ok, chạy thôi. Về đích rồi. Khi đấu 33 xong, các bạn sẽ phải đấu 22. Big race. Tiếp tục nào. Một anh chàng mặc áo flash. Chạy thôi, wow. Đi xuống nào, đi yeah. Ok, chúng ta bị này ra rồi. Tưởng là một map khác, map này hơi khó hơn. Chạy thôi. Cùng xuống tiếp nào. Ok, let's go. Ồ, đây là bắn súng đây. Mình chỉ phải chuẩn bị. Rồi, về rồi.
Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.